Xin chào các bạn, và hôm nay tôi lại tiếp tục nhé. Tiếp tục, mặc dù tôi vẫn, các bạn nhìn nghe nghe thấy đấy, tôi vẫn đang ngạt mũi, gọi là mấy hôm nay bị cúm cúm. Mùa xuân mà, cái mùa ẩm ướt rồi, là khí hậu thì ẩm ướt rồi, lại gió máy rồi, chuyển mùa, rất là cúm. Và rồi tôi viết chữ cúm ở đây, cúm. Và cúm, nhưng mà tôi vẫn rất là thích làm một cái video nào đó để cúm thì chúng ta sẽ nói về chém gió, và chúng ta sẽ chém gió đấy, vẫn còn cụt cúm và chém gió. Và hôm nay tôi sẽ muốn chém gió một chút về cái gì nhỉ, về cái tôi gọi là ba cái bước ngoặt nhé, ba bước ngoặt, ba bước ngoặt. Ồ, tôi biết rất là khủng khiếp trong lập trình web nhé, trong LT web, lập trình web đấy nhé. Rồi viết chữ web là đầy đủ đi, ba bước ngoặt thì tất nhiên có lẽ là các cái công nghệ khác cũng thế thôi, nhưng mà tôi đang nói đến cái công nghệ gọi là PHP và MySQL nhé. Thì ba cái bước ngoặt này, cái video này tôi nói là xin để dành tặng cho những cái người mà đang tìm hiểu về lập trình web và đang muốn bắt đầu, đúng không? Hoặc là các bạn đã bắt đầu được một giai đoạn nào đó rồi nhưng mà mình vẫn còn chưa chưa thạo lắm, tóm lại vẫn là beginner, thì tôi dành những cái video này cho những cái đối tượng như vậy. Thì bước ngoặt số 1 là gì? Có lẽ viết đây là số 1 à? Thôi được, cứ để như này cũng được, rồi tí nữa ta là viết số mà cũng được, có sao đâu. Thì bước ngoặt thứ nhất là các bạn phải biết cài server. Cài server, thí dụ như là tôi thì hay dùng Apache, đúng không? Apache đấy. Hoặc là người ta gọi là Sample đấy. Thì cái này là cross platform này, nó dùng cho Linux rồi là cho Windows hoặc là cho cái Apple cũng được, đúng không? Rồi A này có nghĩa là gì nhỉ? Apache này, M là MySQL này, P này là PHP, và cái chữ này hình như là Perl thì phải. Tôi chưa bao giờ dùng cái chữ P cuối này. Tôi chỉ dùng bốn thứ đầu này là đủ rồi nhé. Hoặc là các bạn cũng có thể cài WAM server. Cái này tôi cũng nói rồi nhỉ, Windows này. MP, cái này thì nó chỉ chạy trên Windows thôi. Nếu mà các bạn dùng Windows, các bạn có thể cài WAM hoặc là các bạn cài SAN gì đó. Thì đây là bước ngoặt đầu tiên, sau khi các bạn cài xong nhá, và các bạn sẽ chạy được một cái chương trình PHP đầu tiên, người ta vẫn nói là cái chương trình Hello World đấy, đúng không? Hello World. Bạn cài và bạn chạy cái chương trình đầu tiên, bạn chỉ echo ra một thứ gì đó thôi, echo hello hay là hi gì đấy, thế là được rồi, coi là cái chương trình của bạn đã thành công, tức là bạn chạy được một cái chương trình đầu tiên, cài xong server. Đây là bước ngoặt số 1 nhé, tôi viết là số 1. Và bây giờ chúng ta nói số 2. Số 2 là khi các bạn kết nối, khi các bạn biết kết nối vào MySQL, kết nối DB, đúng không? DB có nghĩa là các bạn kết nối được với MySQL, SQL, và các bạn lấy được moi móc được dữ liệu ra, đúng không? Các bạn có thể insert vào, tức là nhập xóa sửa đấy, nhập xóa sửa. Tức là bạn đưa dữ liệu vào trong MySQL, đồng thời bạn có thể moi những cái dữ liệu ở trong này ra và display ra màn hình, echo ra màn hình, đúng không? Là echo một cái bản ghi nào đó ra màn hình. Đấy là bước ngoặt thứ hai. Và bước ngoặt số 3 của các bạn là sau khi các bạn làm như thế này rồi, các bạn sẽ có một cái bước ngoặt nữa cuối cùng. Giống như người ta phóng tàu vũ trụ, như một quốc gia mà có đưa được các cái vệ tinh lên quỹ đạo, hoặc là phóng, tức là đưa vệ tinh, phóng vệ tinh lên quỹ đạo, đây tôi vẫn vì cái việc này, phóng vệ tinh lên quỹ đạo, vệ tinh lên quỹ đạo, đối với một quốc gia thì là phóng vệ tinh lên quỹ đạo, như là Việt Nam thì mới phóng được cái vệ tinh Vinasat gì đấy, đúng không?
vệ tinh. Thì đối với một cá nhân mà chúng ta đưa được cái trang web lên host thì cũng giống như việc là phóng được vệ tinh lên, đúng không? Thì đây là bước ngoặt số 3 là chúng ta có hosting và có cái trang web đầu tiên của mình. Và cái việc có một cái trang web cá nhân và các bạn có thể là một cái webmaster, chúng ta có hosting là cũng là một cái trải nghiệm quá là thú vị nhé. Tôi chúc là các bạn cũng sẽ có được một cái vệ tinh riêng của mình, bay sớm có được cái vệ tinh của mình bay trên quỹ đạo và chúng ta có truyền tải những thông điệp với thế giới nhé. Và có lẽ cái màn hình này đã đầy rồi, cái video này đã đủ rồi nhỉ. Và tôi xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tới. Ok.